Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vừa qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị trao quà cho con em công nhân người lao động đạt thành tích cao và vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Ban tổ chức đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các cháu học sinh là con đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp có thành tích cao và vượt khó học giỏi. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo đến con công nhân lao động động viên các em bước vào năm học mới tự tin phấn khởi. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cũng trao học bổng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng xe đạp và tặng quà cho 302 cháu, tổng giá trị quà và tiền mặt cả hai đợt trao quà là gần 500 triệu đồng. Ngày 29 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở ngành liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động xe ô tô đưa đón học sinh. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí phương tiện, lái xe tham gia đưa đón học sinh, bảo đảm các điều kiện theo quy định, nghiêm cấm sử dụng xe hoán cải, tự thay đổi thiết kế, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm tham gia đưa đón học sinh việc đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải bằng hợp đồng cụ thể giữa trường học với đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện bảo đảm theo quy định của pháp luật hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trong tổ chức quản lý đưa đón học sinh bằng xe ô tô tại khu vực trường học Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ các tỉnh đến 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 20 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm online gồm 7 kỳ, định kỳ 2 tuần 1 kỳ, bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào 16 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học sinh từ bậc trung học cơ sở trở lên sinh viên sĩ quan chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước người dự thi sử dụng một trong hai hình thức để tham gia dự thi gồm thi trắc nghiệm online qua báo gia lai điện tử trang tin điện tử tuyên giáo gia lai hai thi trắc nghiệm online qua biểu đường link được đăng trên mạng internet Tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khai mạc vào chiều ngày 29 tháng 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cảng. Đó là các nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng 76 ha đất trồng lúa từ hai vụ trở lên để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, cùng dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ 10 kéo dài đến đường trục khu công nghiệp Vi zip và phát triển đô thị vùng phụ cận thuộc huyện Thủy Nguyên. Cùng với đó là một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư, đầu tư xây mới nâng cấp 18 trạm y tế tuyến xã trên địa bàn Hải Phòng, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng mới cải tạo nâng cấp mở rộng, nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội thành phố, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ cải tạo sửa chữa các công trình trang thiết bị các đơn vị quốc phòng an ninh. Thưa quý vị, nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất bình quân từ 11 đến 13 tấn một hecta, giá bán tại vườn là từ 30 đến 35 000 đồng một kg. Sau thu hoạch, nông dân trồng hành tím tại tỉnh Ninh Thuận lãi bình quân khoảng 200 triệu đồng một hecta. Mùa sản xuất hành tím vụ Nam năm nay, nông dân hai xã Nhơn Hải và Thanh Hải xuống giống 120 ha. Đây là vụ hành tím từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch, thời gian chăm sóc chỉ 45 ngày là thu hoạch. Mùa vụ này cá biệt có nhiều hộ đạt 18 đến 19 tấn một ha. Hành mùa Nam thì uh, tôi làm cũng được hai sao, Thu hoạch thì gỡ uh, 4 tấn. Những năm gần đây, các chủ vườn trồng không tự thu hoạch như trước mà thuê người làm, cho nên mỗi mùa thu hoạch hành tím còn đem lại nguồn thu nhập thêm cho hàng trăm lao động. Mở một chùm vậy là 5 ký hành Một ngày vậy là làm mướn Một ngày ai giỏi lắm thì 500 ngàn Ai dỡ thì 2 300 Tùy theo mở người bà xã Nhân Hải hiện nay Người dân đang sản xuất Cây hành ta là khoảng cứ 80 hết Đó thì thu hoạch hiện tại thì trung bình là khoảng cửa 11 đến 13 tấn trên một hecta. Sau khi thu hoạch thì người dân lại đóng cũng khoảng cửa 20 triệu đến một sào. Để tránh bị tư thương ép giá, mới đây xã Nhân Hải đã thành lập một hợp tác xã với trên 8 thành viên nhằm bảo đảm ổn định giá thị trường cũng như dự trữ và cung ứng giống cho nông dân, đồng thời chủ động tìm đối tác ở các tỉnh thành phố khác để cung ứng đầu ra. Tiếp theo sẽ là một số thông tin dự báo thời tiết cho các tỉnh thành phố trên cả nước và thông tin này cũng sẽ kết thúc tin tức 16 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.